nhằm phục vụ tốt hơn cho thị trường miền Trung. Vừa qua, Bến Thành Tourist, một trong những doanh nghiệp du lịch hàng đầu của thành phố Hồ Chí Minh, đã chính thức khai trương tòa nhà văn phòng chi nhánh Đà Nẵng. Nhân dịp khai trương văn phòng, Bến Thành Tourist cũng triển khai tuần lễ khuyến mãi với nhiều ưu đãi hấp dẫn để tri ân khách hàng. Lễ khai trương tòa nhà văn phòng chi nhánh Bến Thành Tourist tại Đà Nẵng là một trong những hoạt động nổi bật thuộc chuỗi sự kiện chào mừng 30 năm ngày thành lập công ty Bến Thành Tourist. Đây được coi là một quyết định quan trọng trong chiến lược tăng nhận diện thương hiệu Bến Thành Tourist, phát triển thị trường phân khúc miền Trung và tạo sự bứt phá trong kinh doanh, hướng tới chinh phục những mục tiêu lớn hơn trong tương lai. Với quyết định khai trương tòa nhà văn phòng mới Bến Thành Tourist chi nhánh Đà Nẵng, công ty khẳng định quyết tâm đem lại một diện mạo mới, khang trang, hiện đại và chuyên nghiệp hơn cho Bến Thành Tourist. Bên cạnh đó, tòa nhà văn phòng chi nhánh mới với cơ sở vật chất tiện nghi sẽ đem đến cho du khách những trải nghiệm tốt đẹp, sự thuận tiện, thoải mái hơn khi tới giao dịch, tìm hiểu và sử dụng các dịch vụ của công ty. Bến Thành Tourist xác định Đà Nẵng là một thị trường rất là giàu tiềm năng và chúng tôi coi đây là một điểm du khách rất hấp dẫn. Chúng tôi sẽ đầu tư vào lĩnh vực inbound nội địa và thị trường MICE. Đó là một trong những chiến lược của tôi trong thời gian tới. Qua cái việc khai trương chi nhánh Đà Nẵng, chúng tôi mong muốn là kết nối giữa các đầu cầu và tạo ra những sản phẩm rất giá trị và nhân văn và giàu cảm xúc để làm sao đó người dân thành phố Đà Nẵng được biết đến nhiều về Bến Thành Tourist. Và trong chuỗi giá trị về mặt phát triển về công ty thì chúng tôi rất chú trọng về vấn đề chất lượng dịch vụ. Đó là một kim chỉ nam để Bến Thành Tourist càng ngày càng phát triển đồng bộ ngay cả trong nước và quốc tế. Với một vị trí khá đắc địa, cùng với kinh nghiệm 30 năm tổ chức tour du lịch, Bến Thành Tourist chi nhánh Đà Nẵng đã nhanh chóng lập nhiều thành tích ấn tượng trong các lĩnh vực inbound, outbound và nội địa. Công ty đã có vinh dự được nhiều doanh nghiệp lớn của thành phố Đà Nẵng tin tưởng lựa chọn tổ chức các đoàn MICE quy mô lên tới hơn 1.500 du khách. Khai trương tòa nhà văn phòng mới, chi nhánh Bến Thành Tourist Đà Nẵng sẽ tiếp tục làm tốt nhiệm vụ cầu nối đưa khách du lịch đến với thành phố biển nhiều hơn trong tương lai, cũng như sẽ đem lại các trải nghiệm tuyệt vời hơn cho du khách Đà Nẵng nói riêng và miền Trung trong hành trình khám phá vẻ đẹp của các vùng miền khác tại Việt Nam và thế giới.